bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang có những diễn biến mới, phức tạp và gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, giữa những nỗ lực không ngừng, vẫn có không ít cá nhân rất vô trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng. Mới đây, 4 thanh niên ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi cố tình trốn qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 để sang thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương dự sinh nhật bạn. Biết rõ có lệnh giãn cách xã hội, không thể đi qua trạm nên các đối tượng đã đi bộ theo lối đường mòn lách qua chốt kiểm soát để lên cầu. Sau đó một thanh niên khác từ thị xã Kinh Môn điều khiển xe ô tô tới đón. Tiệc sinh nhật thì chưa thấy đâu, chứ mức xử phạt 100 triệu đồng dành cho 4 đối tượng chắc hẳn sẽ là bài học nhớ đời cho nhiều đối tượng thanh niên thích tụ tập tiệc tùng giữa mùa dịch. Hát karaoke chui giữa mùa dịch, cả nhóm 14 người gồm khách, tay vịn lẫn quản lý quán karaoke phải cùng dắt tay nhau đi cách ly. Quán karaoke bị phong tỏa ngay lập tức. Câu chuyện sai người, sai luôn cả thời điểm xảy ra ngay chiều tối qua mùng 1 tháng 2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cũng tại thành phố Hạ Long, không rõ thường khách quen nhớ quán hay tiếc lượng thực phẩm đã chuẩn bị sẵn, một chủ quán ở tổ 1, khu 8, phường Hồng Hải đã bất chấp lệnh cấm của chính quyền, ngang nhiên bán đồ ăn sáng cho thực khách. Không chỉ yêu cầu đóng cửa quán, lập rào chắn, phun tiêu độc khử trùng, phong tỏa toàn bộ quán ăn, lực lượng chức năng còn lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ quán ăn coi thường các quy định phòng chống dịch COVID-19. Những vụ việc trên cho thấy tình trạng xem thường pháp luật, thiếu ý thức cộng đồng của cơ sở kinh doanh và một số người dân trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Nỗi lo lắng, sự bất an là có thật, nguy cơ là có thật. Nhưng thay vì lan tỏa những hành động tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để trấn an, để trang bị kiến thức nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội, thì vẫn có nhiều cá nhân gieo rắc nỗi sợ hãi cho người khác bằng những thông tin giật gân, không chính xác trên mạng xã hội. Những tin đồn thất thiệt như Thái Bình thất thủ vì họ hàng tôi nhiễm COVID-19, Toang rồi Hà Tĩnh có người nhiễm COVID-19 hay Hà Nội sắp bị phong tỏa do dịch COVID-19. Thời gian qua đã khiến không ít người hoang mang, lo sợ trước ma trận tin giả. Thiếu hiểu biết, thích được nổi đã đành. Không ít kẻ còn lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của người dân trong tình hình diễn biến dịch phức tạp để đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu view, câu like bán hàng online. Những hành động vi phạm pháp luật đó đã kịp thời được nghiêm trị, răn đe, nhưng đó vẫn là một trò đùa vô trách nhiệm, là sự bỡn cợt trên nỗi đau, nỗi sợ không chỉ của một vài, một nhóm cá nhân mà còn là của một cộng đồng đang gồng mình chống dịch. Theo Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19, đợt dịch này tình hình nghiêm trọng hơn, nhưng bất ngờ là tỷ lệ người dân bất hợp tác, không cung cấp thông tin lại rất lớn. Có đến 20% các F0, tức là bệnh nhân mắc COVID-19, không hợp tác với đơn vị trong quá trình phỏng vấn, chưa kể là các F1, F2. Con số này cao hơn nhiều các đợt bùng phát dịch trước đây. Thậm chí có người còn chủ động tắt điện thoại, từ chối nhận cuộc gọi, chặn số từ Bộ Y tế hay những thành viên của tổ truy vết, khiến cho công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn. Xét về mặt đạo đức, những cá nhân đó là rất thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng, có lối sống ích kỷ, giữa lúc cả nước đang ngày đêm tìm cách kiểm soát dịch bệnh, đẩy lùi dịch bệnh. Những hành vi này là vi phạm pháp luật, là hành vi không khai báo, che giấu dịch COVID-19, tùy theo tính chất mức độ mà sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật với các chế tài khác nhau. Cả cộng đồng xã hội đang từng giây từng phút gồng mình chạy đua với dịch bệnh. Nhiều người vẫn ngày đêm bất chấp nguy hiểm để lao vào vùng dịch. Mỗi cá nhân hãy vì trách nhiệm với cộng đồng, chấm dứt những hành động vô cảm để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.